Hôm nay tiếp tục lên cho cả nhà một con xe đạp gấp. Đây là một con xe đạp gấp xách tay trực tiếp từ thị trường Nhật về ha cả nhà. Đây là một con xe đạp gấp 2:1 và vòng bánh của nó là 20, cho nên là đây là một con xe đạp gấp Rod 20 inch ha cả nhà, một con xe đạp hiệu suất cao đến từ nhà Thân. Đây là một con xe mình xách tay trực tiếp từ thị trường Nhật về để vô chi tiết cho cả nhà cùng theo dõi một con xe đạp gấp hiệu suất cao. Nếu mà ai có theo dõi kênh của Phúc thì hôm trước mình cũng có một xe tương tự như thế này, hình như là của Mỹ là KHS, còn con này là Thân ha cả nhà. Thân thì nó giống như Gian ha, thì thương hiệu cũng là thương hiệu quốc tế, nói chung là nó cũng rất là nổi tiếng. Con này thì là xuất thị trường nội địa Nhật ha cả nhà. Thì con xe này hình như là được sản xuất khoảng năm 2010 á, còn rất là đẹp ha cả nhà. Để đi vô chi tiết cho cả nhà cùng theo dõi một con xe đạp Rod nhưng mà 20 inch ha. Con này thì sử dụng lớp không có gai ha cả nhà, lớp trơn. Cho nên là khi mà chúng ta đi đường trường nó bám đường á. Nó rất là bám đường ha. Lớp này nó nhám nha cả nhà, như một tờ giấy nhám vậy đó. Đây, sử dụng lớp của Paracer ha cả nhà. Đây. Made in Japan luôn. Con này nó sẽ sử dụng cái bộ chuyển động của Ultegra clip đề ngoài ha cả nhà. Đây, Ultegra 10 tốc độ ha cả nhà, một dĩa. Con này sử dụng cúp rỗng ha. Sườn là sườn nhôm. Đây là sườn nhôm công nghệ cao của Thân ha. Thì nhà sản xuất nói là có một số nơi là không sử dụng mối hàn, chỉ sử dụng một số mối hàn ở những cái nơi tiếp giáp thôi. Còn ví dụ như những cái chỗ như thế này là nó không có mối hàn ha cả nhà. Đó. Đây, đây, ở trong đây nè. Đó, con này thì nó sẽ sơn hai màu, tức là màu vàng kết hợp với màu xám ha cả nhà. Đó, nếu mà ai phong thủy mạng như thế nào đó, những con xe như thế này cái màu mạng là rất là đẹp ha. Để mình quay thử cho cả nhà xem mà nghe cái tiếng đùm của nó nha cả nhà. Con xe đạp gấp này thì nó chỉ nặng tương đương khoảng 10 kg thôi. Và khi về thì con này nó không có cái pedal nữa cả nhà. Cái này là mình mới gắn phụ thêm thôi. Nhưng mà đây là pedal full nhôm. Thì khách nào chốt xe thì mình tặng cặp pedal này luôn. Còn ví dụ như khách nào về thích chơi pedal măng cá hay là như thế nào đó thì mua mình đổ thêm vô ha. Cái này là mình tặng nha. Rất là đã nha cả nhà. Con này thì cái cối nổ sau là cối nổ nó dễ gáy rất là lớn luôn, ở ngoài đi không thua những cái con xe rất lớn ha. Ngoài cái bộ phận cùi đệ Ultegra ra thì ngàm thắng trước sau cũng là của Ultegra luôn. Con này sử dụng chất liệu nhôm là aluminum 7005 ha cả nhà. Đó, niền cặp niền trước sau cũng là niền nhôm. Cặp lớp trước sau là cặp lớp Paracer. Line đó. Thông số lớp là 20 nhân 1.25 nha cả nhà, Made in Japan nè. Đó. Đây. 20 inch đó cả nhà, rất là đẹp. Con xe này hiệu suất cao, ở ngoài mình đó, mình nhìn nó sẽ kiểu hình như là cái kiểu dáng của nó là cái kiểu dáng của giống như mình có một con Mercedes á. Nó giống y vậy luôn. Có ai theo dõi cái kênh của Phúc nhưng mà con đó là tay ngang nha, còn con này là tay không. Con này là tay cong thì gần như tương tự như thế này hết cả nhà. Một cái thiết kế sườn rất là khí động học luôn, khi mà mình leo lên chiếc xe mình đạp á, cái dáng mình nó cong ha. Đây. Thì ở thời điểm hiện tại những con xe mini velo như thế này thì rất là nhiều anh em chơi. Tại vì thứ nhất là nó tiện nè. Thứ hai là nó gọn nhẹ nè. Mình không cần phải tốn nhiều diện tích với những cái nhà ở phố ha. Ví dụ như muốn mang đi đâu thì cứ tháo ra và mang, để lên xe hơi mà đi thôi. Xe hơi, xe buýt, tàu điện ngầm hoặc là này kia là đi được hết nha cả nhà. Đây, giò dĩa nhôm FSA 10 tốc độ, cho nên là đây, coi lại ha cả nhà, đếm phải 10 tốc độ. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi, 10 tốc độ ha cả nhà. Con này thì sử dụng một dĩa 10 tốc độ, cho nên là nó 10 tốc độ nha cả nhà. Đó. Xe còn cũng rất là đẹp luôn.
về được một cặp xe gấp. Đợt này thì xe gấp được mấy chiếc như thế này, hai ba chiếc vậy đó. Hôm vừa rồi thì có một con xe màu đỏ của Rayton đó, chung đợt với con này hết cả nhà. Con kia thì cũng đã bán rồi, còn mới về được hai con, một con gấp 12 inch và một con gấp 20 inch này. Đây con xe hiệu suất cao ha cả nhà. Đó. Giá xe thì con này mình đang kêu bán với giá là 25 triệu 500 nghìn. Đó. Của Thinh ha. Hàng xách tay, hàng nội địa Nhật. Ở thời điểm hiện tại thì những con xe này ở thị trường Việt Nam thì chúng ta sẽ ít có gặp, tại vì thường thì những cái Nhật này, Nhật thì nó thích chơi những con xe nhỏ nhỏ như thế này cả nhà. Thị trường châu Âu nó cũng rất là chuộng những con xe như thế này, tại vì xe lớn thì hầu như là ai cũng có thể có ha, còn những con mini velo như thế này này là thường là những cái anh mà chơi road đó thì ảnh thường sẽ có một con xe gấp này, một con xe road, một con xe tay ngang, một con xe MTB. Nhật thì họ rất là nhiều xe đạp ha, có người lên tới 3-4 xe là chuyện bình thường. Còn Việt Nam mình thì có người thì 3-4 chiếc xe Honda, nhưng mà xe đạp thì không có chiếc nào. Con này thì kiểu dáng gấp là gấp 3 khúc nha cả nhà, gấp ở đây một khúc này, gấp ở đây một khúc nữa. Nói chung là cũng gọn lắm, còn thao tác của cái cốc yên thì là một chạm ha, cứ bẻ ra bẻ vô thôi. Cái này cũng vậy, là một chạm hết. Ghi đông bông tăng là gật gù thì giúp cho chúng ta có thể là điều chỉnh cái độ cao và cái độ nghiêng của nó cho phù hợp với chiều cao của mình nè cả nhà. Con này tầm khoảng 1,8 m trở xuống là đi được. Cân nặng con xe này thì tầm khoảng 10 kg nha cả nhà. 10 kg làm hoàn toàn bằng nhôm hết. Đây, logo chim nhạn ha. Thân. Đó, đồ un tặc ra. Con này thì mua về là đi thôi chứ cũng không cần thiết phải sắm sửa thêm cái gì. À, có sắm thêm gầu bình nước ha. Còn đèn hoặc là đèn nháy đồ thì anh em chơi xe mấy cái đó thì mình cũng phải tự mua rồi. Đó, mấy cái đó thì mình mua. Ví dụ như mình thích mẫu nào, nhu cầu của mình tới đâu thì mình trang bị thêm cái nha. Còn xe thường thì về thì những cái con xe như thế này thường thì cái cặp bê-đan nó còn không có mà. Đó, tại vì hầu hết là cũng là dân chơi với nhau không à, cho nên người ta ví dụ người ta bán xe thì người ta giữ mấy cái đó lại để người ta đi chiếc xe khác cả nhà. Rồi giá xe thì mình đã có báo cho khách là 25 triệu 500. Khách nào chơi thì alo cho Phúc, xe thì sẽ được ship toàn quốc cả nhà, ở đâu ship cũng được hết. Cọc cọc thì từ 20% giá trị xe trở lên thì mình sẽ bắt đầu ship xe. Khách nào chơi thì alo cho Phúc qua số điện thoại 089 883 1234. Xe đạp Nhật Bản xin chào, hẹn em clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.